Chào các bác, em là Hải đến từ kênh Hải Đồ Đồng. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một mẫu hoàn toàn mới bên xưởng nhà em. Đây là một bộ mũ sự vàng mộc rồng nổi 3D được xuất xứ từ làng nghề Hưng Yên. Chất liệu thì sẽ được làm từ đồng vàng nguyên chất và sẽ làm từ khuôn đất và khuôn cát thạch anh. Về kích thước chiều cao của bộ đính này thì em sẽ nói qua cho các bác. Từ đế cho đến đầu con nghê sẽ cao 65cm. Còn phần hạt thì từ chân rùa cho đến bông hoa sen sẽ cao 70cm. Và phần chân nến, từ đế nến cho đến bông hoa sen sẽ cao 47cm. Và tổng cân nặng của bộ đính này sẽ là 29kg. Em sẽ quay tận cảnh cho các bác xem về cái bộ đính này. Cái thứ nhất thì con nghê rất uy nghiêm. Nó sẽ xua đuổi những tạp khí xấu và tích tụ được những năng lượng tốt về cho gia chủ nhà mình. Về phần miệng của đính này sẽ được triện và khắc chạm rất là đẹp. So với bộ thông thường thì bộ này được khắc chạm thêm những đường nét rất là đẹp và tinh xảo. Ngoài ra phần thân bụng thì bụng đính thì các bác sẽ thấy được sẽ khắc chạm phúc lộc thọ và sẽ được dập gấm nên là tạo nên cái chữ nó rất là nổi. Bên cạnh đấy thì các bác thấy được cái mặt song long trầu nguyệt, đây là họa tiết rất là được cải thiện rất là nhiều, như là đầu rồng sẽ được là khắc chạm nổi 3D. Các bác thấy là rất là có hồn, những các đường nét ở đây thì các bác thấy là được đục đẽo hoàn toàn bằng tay nên là các đường nét đường vân ở đây sẽ được làm rất là mềm mại. Còn phần chân quỳ tam lân đây các bác thấy này, cái đường nét ở đây như là mắt của chân lân đây làm rất là có hồn. Đây các bác thấy ạ, được cải thiện rất là nhiều trên cái bộ đỉnh thờ này. Bên cạnh bộ đỉnh là sẽ là hạt ngậm sen đứng trên lưng rùa. Thì các bác thấy từ cái phần như là con rùa đây, như cái mai rùa đây, được khắc chạm rất là chân thật. Trên thì các bác sẽ thấy được mắt hạc này, mắt hạc nhìn rất là có hồn, những cái đường nét như là lông hạc được tỉa rất là nhỏ và những đường nét ở đây thì các bác thấy là rất là mềm mại. Một các bác thợ lành nghề cực kỳ lâu năm mới thể khắc chạm được như thế này. Bên cạnh bộ đính thì sẽ không thể thiếu được là hai chân nến. Hai chân nến thì ở trên đĩa nến này sẽ được khắc chạm là rồng phượng, được khắc chạm họa tiết nổi trên bề mặt đĩa nến. Và phần ở dưới sẽ được khắc chạm tứ linh, long ly quy phục, cũng được khắc chạm nổi luôn các bác nhé. Để cái chân nến được thêm thẩm mỹ hơn thì bên xưởng nhà em đã tặng cho kèm cho các bác là hai bông hoa sen nến như thế này, để các bác có thể để nến cốc lên đây một cách thuận tiện nhất. Thân khúc của bộ đính này chỉ là bộ đính tầm trung nên là bác nào cũng có thể mua được. Còn về cái vấn đề mà khi các bác đặt hàng bên xưởng nhà em thì bên em sẽ vận chuyển miễn phí vận chuyển cho các bác và bọc rất là cẩn thận qua lớp xốp nổ để cái tình trạng như là xước xác thì nó sẽ hạn chế đi. Về cái bộ đính này nó sẽ phù hợp với lại cái kích thước ban thờ 1m97 và rộng 97cm. Nên là các bác lưu ý khi mua bộ đính thờ thì các bác hãy nên cung cấp cho em về cái kích thước. Về chế độ bảo hành thì các bác đã thấy rồi. Bên xưởng nhà em đã có phiếu bảo hành và chỉ bên xưởng nhà em mới có được thôi ạ. Chế độ bảo hành ở đây thì sẽ bảo hành trọn đời với chất lượng đồng và 5 năm về màu sắc. Bên em sẽ ghi rõ tất cả tên khách hàng này, số điện thoại này, địa chỉ này, mã sản phẩm này và ngày mua hàng cho đến thời gian hết hạn bảo hành này. Đây các bác thấy chưa ạ? Và đường sau ở đây sẽ là những cái nội dung bảo hành cho các bác. Thì có bác nào muốn quan tâm, muốn mua những bộ sản phẩm ngũ sự đỉnh đồng như thế này thì các bác để lại số điện thoại bên dưới hoặc liên hệ qua số 0836 173 950 để được em tư vấn kỹ. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.